Đó, chiếc xe chúng ta sẽ thử thách chạy vượt qua chỗ này. Rồi, tông vô những cái chỗ này luôn. Oh, wow, đó. Đó, mình sẽ chạy thử vòng vòng trong khu vực này các ơi. Wow, chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Wow, đó. Rồi, ok. Oh, chạy lại đụng mấy bạn trong cứu hộ luôn hả các bạn. Oh, wow, hay quá các bạn ơi. Wow, hay quá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mời tất cả các bạn cùng lắp ráp sửa chữa những chiếc xe công trình và chơi những bộ đồ chơi mới với mình nha các bạn. Wow, ở đây có rất nhiều chiếc xe đang cần phải sửa chữa luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa chữa xe nào các bạn? À, mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe ủi cát này nha. Wow, xe ủi cát này đang còn thiếu bánh xe nè. Bây giờ mình sẽ lấy thêm hai cái bánh xe nha. Đây, hai bánh xe, một bánh nè, hai bánh. Oh, rồi thêm hai cái bánh xe nữa các bạn. Ba bánh. Rồi, 4 bánh. Đó, như vậy là đủ 4 bánh xe rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp bánh xe vô nha các bạn. Lắp bánh ở phía trước vô nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ thêm một bánh bên này nữa nè. Đó, rồi, xong rồi. Mình đã lắp xong bánh ở phía trước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp bánh ở phía sau nha. Rồi, ok, tiếp theo nào. Rồi, ok, như vậy là mình đã lắp ráp xong được bánh xe rồi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái đồ ủi cát vô nha. Đó, đây là cái đồ ủi cát của chúng ta nè các bạn. Rồi, ok, wow, như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong một chiếc xe ủi cát nhìn rất là đẹp luôn ha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp ráp chiếc xe nào các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái gậu bút cát nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái gậu bút cát này nha. Mình sẽ kiếm xe cẩu bút cát các bạn. À, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe cẩu bút cát nè. À, rồi, ok, bây giờ mình sẽ cần có 4 cái bánh xe. Rồi, kiếm 4 cái bánh xe các bạn ơi. Đây, 1 bánh, 2 bánh, 3 bánh. Rồi, 4 bánh, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp cái cần cẩu bút cát vô trước nha các bạn. Wow, chiếc xe cẩu bút cát màu đỏ và màu vàng. Rồi, tiếp theo, lắp bánh ráp bánh xe vô các bạn. Ok, rồi, tiếp tục nào. Rồi, ok. Rồi, thêm bánh ở phía sau nữa nha. Rồi, ok, tiếp tục nào. Wow, rồi, như vậy là chúng ta đã lắp ráp thêm được một chiếc xe cẩu bút cát rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe cẩu bút cát chạy qua đây đi. Wow, các bạn ơi, mình đã sửa chữa được hai chiếc xe rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chơi cái bộ đồ chơi này nha các bạn. Đây có một cái hộp nè. Mình sẽ lấy cái hộp xe này mình chơi thử nha. Wow, các bạn ơi, hình như đây là một cái chiếc xe tải quái vật nè các bạn. Rồi mở cái hộp xe tải quái vật này ra xem nha. Wow, xe tải quái vật cá mập đó các bạn, đẹp, rất đẹp luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là cái đầu điều khiển nè. Rồi, còn đây là chiếc xe của chúng ta nè. Wow, rồi mình sẽ thử khởi động lên nha. Đó, mình sẽ khởi động lên. Rồi, chạy thử xem nào. Ô, điều khiển được nè các bạn. Wow, chiếc xe của chúng ta đã chạy được rồi nè. Wow, chạy đụng vô luôn. Wow, chạy đụng vô luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho xe chạy vòng vòng vô trong đó coi được nha các bạn. Đó, chiếc xe chúng ta sẽ thử thách chạy vượt qua chỗ này. Rồi, tông vô những cái chỗ này luôn. Oh, wow, đó. Rồi, uốn. Wow, xe chúng ta yếu quá các bạn ơi. Rồi, chạy ra đi. Không có thể tông ngã được mấy đó nha. Rồi, chạy ra nào. Cái chiếc xe tải quái vật này rất là hay luôn các bạn. Rồi, dè ra. Oh, rồi, thử xem tốc độ coi, chạy vòng vòng cái khu vực này coi các bạn. Đó, mình sẽ chạy thử vòng vòng trong khu vực này các ơi. Wow, chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Wow, đó. Rồi, ok, yeah lại bạn ơi. Rồi, cho xe đậu đây nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục sửa chữa xe. Rồi, bây giờ sửa chữa xe nào các bạn. À, các bạn ơi, ở đây có cái đồ lưu đường nè. Rồi, mình lấy cái đồ lưu đường nha. Rồi, ở đây có chiếc xe lưu nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp sửa chữa xe lưu lại nha các bạn. Wow, lắp ráp cái đồ lưu đường vô. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cần 4 bánh xe. Rồi, lấy 4 bánh xe các bạn. Đây, 1 bánh, 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh. Ok, đủ bánh xe rồi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Lắp ráp cái bánh xe vô. Rồi, bánh ở phía trước nha. Rồi, xong rồi. Bây giờ sẽ lắp ráp thêm bánh ở phía sau. Rồi, ok. Rồi, xong rồi. Đó, như vậy là mình đã lắp ráp thêm được một chiếc xe lưu nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Đó, rồi, bây giờ cho xe lưu ở đâu các bạn. Rồi, cho xe lưu chạy ve nha. In. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục sửa chữa xe nào các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy. Rồi, chiếc xe đầu tiên nha, lấy chiếc xe này ra. Rồi, lấy ra nào. Rồi, ship ở đây nha. Một hàng. Rồi, tiếp tục tới chiếc xe này. Rồi, để ở đây. Đó, hai hàng. Rồi, tiếp theo thêm hai chiếc nữa các bạn. Lấy hai chiếc này ra luôn. Đó, rồi, mình sẽ
sắp ra đây nha. Rồi mình sẽ tổ hợp lại, mình lắp ráp thật là nhanh luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy. Rồi ở đây có một cái cần cẩu. Rồi mình lấy cái cần cẩu gắn vô. Ok, rồi tiếp tục. Ở đây có cái gậu múc cát. Rồi mình lấy, mình gắn vô. Ok, rồi tiếp theo ở đây có hai cần cẩu múc cát nữa, lấy luôn. Lấy luôn hai cần cẩu múc cát này, mình tổ hợp, mình lắp ráp cho hai cái chiếc xe này luôn. Ok, wow, lắp ráp rất là nhanh luôn không các bạn. Rồi, chúng ta cần có rất nhiều cái bánh xe luôn nha. Rồi, mình sẽ cần có 16 cái bánh xe. Lấy đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow, rất là nhiều bánh xe luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lắp ráp cho chiếc xe đầu tiên nha. Ok, rồi lắp bánh vào. Ok, rồi tiếp tục bánh ở phía sau. Ok, rồi tiếp tục nào, thêm một bánh nữa. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong được một chiếc xe cần cẩu. Rồi tiếp theo bánh xe cho chiếc xe cẩu múc cát. Rồi, vô bánh ở phía trước nha. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, bánh ở phía trước đã hoàn thành rồi. Bây giờ thêm bánh ở phía sau nào các bạn ơi. Rồi, ok. Thêm một bánh ở phía sau nữa nào. Rồi, xong rồi. Như vậy là mình đã lắp ráp thêm được một chiếc xe cẩu múc cát nữa. Rồi, bên này còn hai chiếc xe cẩu múc cát đang còn thiếu bánh xe. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cho chiếc xe màu đỏ trước nha. Rồi, bây giờ thêm bánh nữa các bạn ơi. Rất là nhiều bánh xe luôn. Rồi tiếp tục bánh ở phía sau nào. Rồi ok. Rồi thêm một bánh ở phía sau nữa nào. Rồi xong rồi các bạn. Như vậy là mình đã lắp ráp thêm được một xe cẩu múc cát nữa. Rồi bây giờ còn một chiếc cẩu múc cát cuối cùng. Lắp ráp bánh xe vô luôn các bạn. Chúng ta lắp ráp rất là nhanh đúng không các bạn? Rồi, chúng ta cần phải lắp ráp nhanh lên để chúng ta còn chơi những chiếc xe đồ chơi mới nữa các bạn. Rồi lắp ráp thêm bánh phía trước vô nào. Ok, rồi thêm bánh phía sau nữa các bạn ơi. Rồi ok, thêm bánh bên này nữa nào. Yeah, cuối cùng chúng ta đã lắp ráp xong rồi các bạn ơi. Wow, 1, 2, 3, 4 4 chiếc xe đã vừa được mình lắp ráp xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái bộ đồ chơi nào các bạn. Wow, ở trên này các bạn ơi. Ở trên này. Wow, có một cái hộp này, hộp gì đây? Oh, những bạn chó cứu hộ các bạn ơi. Rồi bây giờ lấy những bạn chó cứu hộ này ra xem coi nào. Wow, rất là nhiều xe chó cứu hộ đẹp luôn. Đẹp quá các bạn. Mở ra xem nào. Những bạn chó cứu hộ này rất đẹp nha. Đẹp quá các bạn. Nè, rất là nhiều nhân vật luôn. Đầu tiên mình sẽ cùng nhau xem nhân vật này nhân vật gì đây. Đây là nhân vật Rocky. Rồi tiếp theo đây là nhân vật gì đây các bạn. Đây là nhân vật Rubble. Đúng rồi, Rubble. Rồi tiếp theo nào, đây là nhân vật gì đây. Đây là nhân vật Sky. Còn đây, đây là nhân vật gì đây, để mình xem coi nào. Đây là nhân vật Everest. Bấm ở đây nè các bạn. Wow, Everest bấm đây có thể bung ra được nha. Rồi còn đây nè các bạn, Rocky mình cũng có thể bấm đây nè các bạn. Đó, bung ra nè các bạn. Rồi còn nhân vật Sky nè các bạn, nhân vật Sky nè, mình bấm đây các bạn. Đó, có thể bung ra được nha. Nhân vật Rubble các bạn, mình có thể bấm đây nè. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là nhân vật gì đây. Đây là Muscle, chó cứu hộ cứu hỏa nè. Bây giờ mình sẽ bấm đây các bạn. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi còn đây các bạn, đây là nhân vật gì đây. Đây là nhân vật Trey nè. Trey bấm đây các bạn. Đó, các bạn thấy hay không. Bấm lại nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi còn đây, đây là nhân vật gì đây các bạn. Đây là nhân vật Zuma. Wow, nhân vật Zuma rất là đẹp luôn. Nè, bấm nè các bạn. Bấm vô nè, rồi bấm ra nè. Đó, hay ha. Rồi, còn cuối cùng, đây là nhân vật gì đây các bạn. Đây là anh Rider. Rồi, cho anh Rider ở đây nha. Wow, bộ chó cứu hộ này nhìn rất đẹp luôn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại sửa chữa xe nha. Wow, các bạn ơi, ở đây còn 3 cái lưu đường. Vậy là 3 chiếc xe lưu cần phải sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái lưu đường này lắp ráp vô nào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái lưu đường này lắp ráp cho chiếc xe lưu đầu tiên nha. Xoay lại. Ok, lắp vô.
Rồi xong rồi, tiếp tục cái lưu đường thứ hai. Rồi mình sẽ lắp ráp cho chiếc xe lưu thứ hai. Rồi ok, đã được hai chiếc xe lưu rồi. Rồi còn ở đây, lấy luôn. Rồi xoay lại, rồi lắp ráp vô. Ok rồi, như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong ba chiếc xe lưu nhưng mà vẫn còn thiếu bánh xe. Quá trời bánh xe luôn các bạn, lấy hết luôn nha. Rồi lấy hết bánh xe luôn. Rất là nhiều bánh xe luôn. Đã lấy đủ bánh xe rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa bánh xe cho chiếc xe lưu này trước nha. Ok, tiếp tục nào các bạn. Các bạn thấy trò chơi này có hay hay không? Wow, rất là hay luôn đúng không? Vừa lắp ráp sửa chữa xe, vừa được chơi xe mới, rất là thích luôn ha. Rồi, nhanh lên nào, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một bộ đồ chơi xe nữa nha các bạn. Rồi, xong rồi, như vậy là mình đã sửa chữa xong một chiếc xe lưu. Rồi, tiếp tục bên này, lắp ráp vô nào. Ok, rồi, tiếp tục thêm một bánh nữa nào. Rồi, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp bánh ở phía trước. Rồi, xong rồi, tiếp tục thêm một bánh xe nữa các bạn ơi. Rồi, đó, như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong được chiếc xe lưu thứ hai, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, chiếc xe lưu cuối cùng, lắp ráp bánh xe vô nào các bạn. Đó, các bạn thấy trò chơi này có hay hay không? Chúng ta có thể tìm kiếm những linh kiện xe và lắp ráp sửa chữa lại, rất là hay luôn đó nha. Chúng ta biết từng cái linh kiện, từng bộ phận của chiếc xe. Wow, rất là hay luôn phải không các bạn? Rồi, xong rồi. Như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong được ba chiếc xe lưu. Wow, ba chiếc xe lưu này rất đẹp luôn ha các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp. Đây là một chiếc xe tăng. Wow, bây giờ chúng ta sẽ mở chiếc xe tăng này ra xem nha các bạn. Đây, không biết đây là xe tăng gì đây. Wow, xe tăng nhìn rất là xịn sò luôn các bạn ơi, rất là to nha. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn cùng xem. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tăng điều khiển, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe tăng này ra cho các bạn cùng xem nha. Chiếc xe tăng rất là xịn sò luôn, có cả cái đồ điều khiển nữa nè. Để bây giờ mình sẽ thử xem coi chiếc xe này có hoạt động được hay không nha các bạn. Rồi, khởi động ở đâu? Dưới này nè các bạn. Xe này có thể hoạt động được các bạn ơi. Mở mà kêu tít tít là hoạt động được đó. Rồi, khởi động lên. Rồi, connect vô xe tăng rồi nè các bạn. Wow, các bạn ơi, đây, chạy tới, chạy lui, chạy lùi nè. Wow, rất là hay luôn đó các bạn. Nè, đó. Wow, tắt âm thanh. Rất là hay luôn. Quay tới, quay lui nè các bạn. Xe tăng này rất là hay luôn ha. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, còn đây nè, để bắn nè. Bắn giật là hay ha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe tăng này chạy vòng vòng chơi nha các bạn. Let's go. Chạy lại đụng mấy bạn trong cứu hộ luôn hả các bạn. Wow, hay quá các bạn ơi. Wow, hay quá. Rồi, bắt đầu nhé vô kia các bạn. Rồi, chạy vô kia. Wow, hay quá. Rồi, được rồi. Thôi, đừng có chạy đụng hư hết mấy chiếc xe ben các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình lấy xe tăng ra. Xe tăng ơi, bạn ra đây nha. Các bạn ơi, ở đây còn 4 chiếc xe ben đang cần phải sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ tập hợp tất cả những cái bánh xe này lại và sửa chữa những chiếc xe ben này nha. Rồi, lấy những cái bánh xe này nào. Tập hợp lại nha. Rồi, mình sẽ tập hợp lại. Rồi, lấy tập hợp lại nào. Rồi, ok, đã tập hợp đủ bánh xe rồi. Bây giờ mình sẽ sửa chữa xe ben này đầu tiên nha. Rồi, lắp bánh trước vô nha các bạn. Ok, rồi tiếp tục nào. Rồi, xong rồi, tiếp tục nào, bánh ở phía sau. Rồi, còn một bánh nữa thôi. Xong rồi, đó, như vậy là một chiếc xe nha. Rồi, tiếp tục chiếc xe này nha. Rồi, bánh ở phía sau trước nha các bạn. Ok. Rồi, xong rồi, tiếp tục bánh ở phía trước nào. Rồi, còn một bánh nữa thôi. Ok, cuối cùng chúng ta đã lắp ráp xong hai chiếc xe rồi. Rồi, bây giờ tới chiếc xe màu đỏ nha. Một. Rồi. Hai. Rồi. Ba. Rồi. Cuối cùng là bốn. Xong, như vậy là xe ben màu đỏ nha. Rồi, một chiếc xe cuối cùng nữa các bạn ơi. Đây là chiếc xe ben màu xanh nước biển và màu vàng. Rất là đẹp luôn. Ok, rồi tiếp tục bánh ở phía sau nào. Rồi, xong rồi, thêm một bánh nữa thôi. Yeah, xong rồi. Đó, như vậy là chúng ta đã lắp ráp xong được 4 cái chiếc xe ben rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá chiếc xe cuối cùng nha. Đây là một chiếc xe gì đây? Các bạn ơi, đây là một chiếc xe khủng long hả? Wow, xe tải và khủng long hả các bạn? Để quay qua xem coi phải không nha.
Ồ, không phải các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải quá vật, rất là nhiều bánh xe thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở ra xem luôn nha các bạn. Mình sẽ mở ra các bạn cùng xem nha. Wow, chiếc xe này nhìn cũng rất là ngầu luôn đó các bạn. Rất là to luôn, to hơn chiếc xe tải quá vật hồi nãy luôn các bạn. Rồi, bây giờ lấy ra xem nào. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nè. Rồi, còn đây, đây là cái đầu điều khiển nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử khởi động chiếc xe này lên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bóp cò thử nha các bạn. Wow, wow, xe chạy được các bạn ơi. Rồi, đâu mình sẽ thử lật cái chiếc xe lên coi các bạn. Rồi, mình sẽ bóp cò coi. Wow, ôi, xe bị gì các bạn ơi. Bị trục chặt rồi. Không thể hoạt động được nữa các bạn. Rồi, vậy là có thể chiếc xe này bị lỗi các bạn ơi. Từ nãy đến giờ không có chiếc xe nào bị lỗi hết, chỉ có duy nhất chiếc xe này bị lỗi thôi. Như vậy là chúng ta không thể nào chơi chiếc xe này hả các bạn. Rồi, vậy mình sẽ đem chiếc xe này về sửa chữa sau nha các bạn. Hôm nay chúng ta đã sửa chữa được rất là nhiều chiếc xe luôn ha các bạn ha. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà rồi. Bye bye, tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.